mắt nhắm mắt mở mà cũng đã 3 quý trôi qua, chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm. Không rõ các mẹ đã làm được những gì, tích góp được bao nhiêu trong năm nay rồi. Liệu đã luyện được tài vun vén giỏi như mẹ trẻ dưới đây chưa? Vỏn vẹn 3,7 triệu bạc mà lo toan được cho cả đại gia đình 5-6 người. Chưa đọc chi tiết hết các khoản, chỉ nhìn mỗi số dư hơn 3 triệu mà bà mẹ trẻ dành dụm được hàng tháng thì hội chị em đã trầm trồ ngợi khen rằng chi tiêu quá giỏi. Giữ lại được gần một nửa lương, còn lại gần 4 triệu mà lo được sinh hoạt phí cho cả gia đình, thật đáng để tìm nội trợ vác sách vở sang học hỏi vô cùng. Không ít người trầm trồ khen rằng, chị vợ này khéo quá, phục chị sát đất, cưới được vợ thế này mới sướng, đúng là khéo ăn thì no, khéo coi thì ấm. Tuy nhiên, sau những lời khen vội vàng thì chị em mới để ý thấy có gì đó không đúng lắm. Thu nhập trong ngày 1 tháng 2 vợ chồng cộng lại khoảng 16 triệu, nhưng không gộp chung để chi tiêu, mà chị vợ lại đưa cho mẹ chồng tận 7-8 triệu, gần hết tiền lương riêng của chồng. Chị cũng giải thích luôn rằng 8 triệu chỉ để cho mẹ chồng lo bữa tối mà thôi. Lập tức, khoản tiền này đã gây ra cuộc tranh cãi ồn ào, thậm chí ai cũng phải đọc đi đọc lại vì tưởng. Ôi sao mom gửi mẹ chồng nhiều thế, còn nhiều hơn cả lương của riêng mom kìa. Nhìn nhầm. Ăn có mỗi bữa tối, mẹ chồng nấu cao lương mỹ vị hay sao mà đội lên tận 8 triệu vậy? Bà cũng không thương con sót cháu hay sao mà cầm vô tư thế? Tính toán như thế này không ổn một tí nào, gửi ông bà 4-5 triệu nhờ nấu mỗi bữa tối là nhiều rồi, sao không để dành thêm tiền nuôi con, rồi tiền riêng để hai vợ chồng còn dự phòng lo công to việc lớn nữa. Chồng mẹ này có vấn đề gì không nhỉ, hay là thương bố mẹ hơn vợ con? Để mình vợ cầm mỗi 7 triệu xoay sở bao nhiêu khoản sinh hoạt, quá đáng. Bên cạnh những ý kiến ngạc nhiên thắc mắc, thì cũng có một số quan điểm trách móc chị vợ rằng phân bổ tiền như thế quá lệch, không hợp lý. Hơn nữa, cũng không có khoản nào cho vui chơi giải trí, hay làm đẹp cho bản thân, liệu bà mẹ này có phải hiền lành ngu ngơ quá không? Trước làn sóng phản đối cũng như tò mò của mọi người, thì chủ nhân bảng chi tiêu trên đã lên tiếng giải thích một số khoản, đó là việc gửi mẹ chồng quá nửa tổng thu nhập là thói quen từ lâu rồi. Hai vợ chồng chị cũng có thêm đồng ra đồng vào ngoài lương chính nữa, chồng được bao ăn trưa ở công ty, bản thân chị vợ thì thấy vẫn ổn nên cũng không xảy ra mâu thuẫn gì trong nhà. Tiền điện nước thì chồng chị phụ thêm 1 triệu mỗi tháng. Mặc dù ghi là thu chi cho gia đình 3 người, gồm hai vợ chồng và một đứa con, nhưng thực tế vẫn còn một số thành viên khác nữa nên 8 triệu đưa cho mẹ chồng để bà lo thêm các việc riêng trong nhà. Tuy nhiên, có một điều chị vợ lấn cấn, đó là bố mẹ chồng có tiệm tạp hóa nhỏ, cũng gọi là có chút thu nhập riêng, sức khỏe thì ổn định, chưa đến mức già yếu để con cháu phải chăm sóc lo lắng. Vì lý do thế nhị ấy, cộng thêm nghe chị em góp ý đủ kiểu, nàng dâu trẻ lại thở dài, thổ lộ ý muốn ra ở riêng cho thoải mái. Đấy, được tiếng là giỏi giang tân tảo, thu nhập ít vẫn sắp xếp ổn thỏa sinh hoạt gia đình, nhưng sự thật thì nàng dâu ấy cũng vất vả khá nhiều. Mỗi nhà mỗi cảnh, lắm bà nội trợ còn đau đầu hơn khi thu nhập gấp đôi gấp ba, thậm chí gấp cả chục lần bảng ghi chép trên nhưng vẫn chẳng dư nổi đồng nào. Cứ bảo là chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính gia đình cho nhau, nhưng chị em cũng phải thở dài vì chẳng lấy của nhà nào áp dụng được cho nhà nào hết. May ra chỉ giúp nhau được mấy bí kíp tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu mà thôi, vì làm gì có thu nhập nhà ai giống ai.